Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh News 24 giờ. Hải Thương rất vui khi luôn được đồng hành cùng các bạn để cùng nhau đón xem bản tin trên kênh kênh News 24 giờ, kênh cập nhật những tin tức giải trí nhanh nhất và chính xác nhất diễn ra trong 24 giờ qua. Ngay sau đây sẽ là những thông tin vừa được tổng hợp có trong bản tin ngày hôm nay. Những nội dung chính sẽ có trong bản tin: Visual thần tượng xứ Hàn dạo này, Jisoo tóc dài, mái ngang cực đỉnh. Người Hàn xúc động khi đọc thông điệp chúc mừng BTS từ Tổng thống Hàn Quốc sau chiến thắng AMA 2021. Một thành viên của TWICE trở thành chủ đề gây sốt sau khi nhóm trở lại với Scientist. Nhóm nhạc nữ mới của Starship tung ảnh nhá hàng album debut, visual nổi bần bật nhưng concept lại khiến Knet lo ngại sẽ thành Everglow thứ hai. Và sau đây là nội dung chi tiết. Visual thần tượng xứ Hàn dạo này, Jisoo tóc dài mái ngang cực đỉnh. Ngoài trang phục, lối make up, kiểu tóc là một phần quan trọng giúp các thần tượng K-pop khoe visual ghi điểm trong lòng người hâm mộ. Chỉ cần chọn sai kiểu tóc, các nữ idol có thể bị dìm không thương tiếc. Gần đây, người hâm mộ mê mẩn phong cách tóc dài, mái ngang đơn giản của Jisoo, Blackpink, Winter của aespa hay NoZe. Jisoo là một mỹ nhân hàng đầu của K-pop, luôn khiến người hâm mộ suýt xoa trước những tạo hình phong cách. Mới đây, chị cả của Blackpink lại tiếp tục hớp hồn fan khi để kiểu tóc dài xoăn nhẹ, mái ngang. Kết hợp cùng lối trang điểm tự nhiên và outfit tổng tài, Jisoo trở nên sang chảnh thời thượng hơn bao giờ hết. Vốn sở hữu một visual và vóc dáng đỉnh cao, cô nàng có thể cân mọi phong cách từ sang chảnh dịu dàng đến nổi loạn. Với hình ảnh mới lần này, chị cả Blackpink lại tiếp tục làm người hâm mộ thêm sáng mắt bởi vẻ đẹp của mình. Blink còn đùa muốn được chị cả Blackpink bao nuôi. Winter của aespa làm visual của tân binh khủng long nhà SM, cô nàng gây chú ý với người hâm mộ bởi vẻ ngoài sắc lạnh và cuốn hút. Lúc mới debut, Knet không mấy thiện cảm với nhan sắc của Winter, tuy nhiên giờ đây thì cô nàng đã có màn lột xác ngoạn mục. Cụ thể, tại World K-pop Concert 2021 diễn ra mới đây, Winter để kiểu tóc đen, dài và mái ngang, điểm nhấn trên gương mặt là son môi màu đỏ. Tạo hình đơn giản vậy thôi giúp cô nàng thăng hạng nhan sắc vượt bậc, nhận vô số lời khen ngợi từ phía netizen. NoZe nổi lên từ Street Woman Fighter của đài Mnet, NoZe gây ấn tượng với khán giả bởi visual không hề thua kém bất cứ idol nào. Nhiều người còn ưu ái gọi cô nàng là vũ công xinh đẹp nhất showbiz Hàn. Trong concert mới đây, nữ vũ công đã khiến nhiều người mê mệt với tạo hình như tiên tử, mái tóc đen dài được uốn xoăn nhẹ, phần mái được vén gọn qua hai bên. Trước đây cô nàng cũng gắn liền với mái tóc này, tuy nhiên với một phong thái ngầu, cá tính và nổi loạn hơn. Chính vì vậy mà trong hình ảnh nhẹ nhàng nữ tính này, người hâm mộ đã thấy thêm được một NoZe khác biệt. Không cần phải cắt tóc ngắn hay nhuộm màu sáng để trông mới lạ, những mỹ nhân K-pop vẫn có thể đốn tim biết bao người hâm mộ nhờ tóc đen, dài, mái ngang. Chỉ trong một kiểu tóc đơn giản, họ có thể thăng hạng nhan sắc, để lại ấn tượng mạnh trong lòng công chúng. Người Hàn xúc động khi đọc thông điệp chúc mừng BTS từ Tổng thống Hàn Quốc sau chiến thắng AMA 2021. Tại AMA 2021, BTS đã chiến thắng 3 hạng mục mà nhóm được đề cử, đặc biệt giải thưởng nghệ sĩ của năm vốn là giải thưởng quan trọng nhất của AMA, và năm nay lần đầu tiên có một nghệ sĩ châu Á được đề cử và giành chiến thắng. Chứng kiến cú ăn ba lịch sử này, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã đăng tải thông điệp chúc mừng BTS trên tài khoản Twitter của mình. Sau đây là toàn văn thông điệp của Tổng thống. Xin gửi lời chúc mừng và lòng cảm kích đến với BTS, những người đã giành được giải thưởng lớn tại AMA. Vào tháng trước, Viện Nghiên cứu Quốc tế Chiến lược Toàn cầu của Mỹ đã tổ chức một hội nghị bất thường với chủ đề quyền lực mềm của Hàn Quốc. Trong hội nghị, học giả nổi tiếng thế giới Joseph Nee, người sáng lập ra khái niệm quyền lực mềm, đã dành lời khen ngợi Hàn Quốc vì đã thể hiện tốt nhất sức mạnh của quyền lực mềm trên thế giới bằng sự kết hợp giữa thành công, kinh tế và nền dân chủ năng động. Điều này cho thấy văn hóa Hàn Quốc đang chiếm ưu thế trên toàn cầu và sức mạnh này được thể hiện trong cả bản lĩnh dân tộc lẫn phương hướng ngoại giao quốc tế. Chiến thắng của BTS tại AMA đã một lần nữa khẳng định điều đó. Hội nghị nói trên đã được nhiều phương tiện báo chí đưa tin, nhưng lý do mà tôi nhắc lại sự kiện này là vì tôi đã nghĩ đến điều mà học giả Joseph Nee đề cập. Ông nói rằng, mặc dù không có quốc gia nào thành công hơn Hàn Quốc trong hơn 60 năm qua, nhưng vẫn còn nhiều người Hàn cho rằng đất nước của họ còn yếu kém và tụt hậu. Điều này tác động đến sự lạc quan và sự sáng tạo của họ. Mọi người cảm nhận như thế nào? Điều này rất đáng để chúng ta tự hào và sự tự tôn dân tộc, phải không? Có thể thấy rằng Tổng thống Moon Jae-in không chỉ gửi lời chúc mừng BTS mà còn khẳng định sức ảnh hưởng và thành công của nhóm là một trong những minh chứng rõ nhất về quyền lực mềm của Hàn Quốc trong thời gian qua.
Ông cho rằng đây là điều rất đáng để tự hào và hy vọng rằng người Hàn cũng sẽ được khích lệ và giữ vững lòng tự tôn dân tộc khi họ nhìn vào những thành tựu thế này. Một thành viên TWICE thành chủ đề gây sốt sau khi nhóm trở lại với Scientist. Như thường lệ, ở bất kỳ lần trở lại nào của TWICE, nhan sắc của các thành viên chưa bao giờ khiến khán giả và người hâm mộ phải thất vọng. Mới đây nhất thì visual của Chaeyoung trong lần quảng bá Scientist thậm chí còn trở thành chủ đề gây sốt trên Panet khi nhiều người cho rằng việc trở lại với màu tóc đen đã giúp thành viên này bước vào thời kỳ đỉnh cao visual. Một cư dân mạng nhận xét về nhan sắc của Chaeyoung ở thời điểm hiện tại. Mặt nhỏ, mắt to, mũi cao, thậm chí cả môi cũng đẹp nữa. Tuy nhiên, trong một chủ đề thảo luận về visual của Chaeyoung, vẫn có những cuộc tranh cãi nhỏ nổ ra khi một vài cư dân mạng để lại bình luận cà khịa tài năng, cũng như chuyện hẹn hò của cô và người bạn trai thợ săn, vốn từng khiến rất nhiều người hâm mộ cảm thấy ngứa mắt trong khoảng thời gian cuối năm ngoái cho tới đầu năm nay. Tuy nhiên thì phần lớn vẫn dành rất nhiều lời khen ngợi cho nhan sắc của Chaeyoung. Cụ thể, Knet để lại những bình luận như: "Vậy ra màu sắc cá nhân là thứ quan trọng đến mức này đây. Sau khi trở về với mái tóc đen thì gương mặt của Chaeyoung trở nên xinh đẹp hơn rất nhiều. Cả khi đứng trước một background có màu sắc nổi bật như vậy mà gương mặt của em ấy vẫn không bị lu mờ. Phong cách hiện tại đẹp hơn rất nhiều so với trước đây. Chaeyoung chắc chắn thuộc tuýp tông lạnh rồi." Nhóm nhạc nữ mới của Starship tung ảnh nhá hàng album debut, visual nổi bần bật, nhưng concept khiến Knet lo ngại nhóm sẽ trở thành Everglow thứ hai. Sau khi khép lại hai lần quảng bá đầu tiên mang tên Have What We Want và Show What I Have, Iver mới đây đã chính thức bước vào giai đoạn được mong chờ nhất khi ảnh concept cho single album đầu tay Eleven bắt đầu được tung ra. Eugene và Ga-eun, hai thành viên lớn tuổi nhất nhóm, cũng là những người đầu tiên được Starship giới thiệu trong bức ảnh concept Eleven vừa phát hành hồi tối 22 tháng 11. Cũng giống như những bức ảnh và video được tung ra trước đó, visual của hai thành viên Iver trong series ảnh concept Eleven nhanh chóng nhận rất nhiều lời khen ngợi từ các fan K-pop, thành chủ đề gây sốt trên diễn đàn trực tuyến tại Hàn Quốc. Đặc biệt nếu như visual nổi bật của An Yujin vốn là điều sớm được cư dân mạng công nhận từ thời cô còn hoạt động cùng Ice One, thì nhan sắc của Ga-eun lại khiến cho netizen Hàn có phần bất ngờ hơn cả. Càng trở nên quen thuộc với đường nét gương mặt của Ga-eun, nhiều người càng cảm ra điểm tương đồng giữa cô và nhiều visual nữ đình đám như Mina của TWICE, Miyeon của G-IDLE, đồng thời cũng tin chắc rằng nữ thần tượng sinh năm 2K2 này đang có tiềm năng rất lớn để gia nhập hàng ngũ mỹ nhân điển hình của K-pop. Tuy nhiên, kể cả với visual nổi bần bật như vậy, ảnh concept Eleven của Iver vẫn khiến cộng đồng mạng Hàn Quốc lo lắng nhiều hơn là phấn khích bởi vấn đề concept. Kể từ trước khi Iver xác nhận đội hình chính thức, hầu hết các ý kiến trên Internet đều khẳng định có sự góp mặt của Jang Won-young và An Yujin. Nhóm nhạc nữ này chắc chắn sẽ thành công miễn là Starship không để họ đi theo concept Girl Crush. Thế nhưng sau một thời gian hồi hộp chờ đợi, có vẻ như điều mà người ta lo sợ hơn cả đã đến khi mà phong cách album đầu tay của Iver thiên về hướng mạnh mẽ Girl Crush hơn là tươi sáng và high teen như khán giả chờ đợi. Đầu tiên, concept Girl Crush được nhận xét là không phù hợp với độ tuổi của từng thành viên. Hầu hết đều chưa trưởng thành và McNe, Lee Seo thậm chí chỉ mới 14 tuổi. Quan trọng hơn cả, thực tế đã chứng minh rằng concept Girl Crush rất khó được đón nhận nồng nhiệt tại Hàn Quốc như phong cách trong sáng dễ thương hoặc high teen. Những nhóm nhạc hiếm hoi thực sự thành công với concept này, chẳng hạn như aespa hay Blackpink, đều đến từ công ty lớn hàng đầu K-pop. Xét đến tiềm năng hiện tại của Starship, không ít khán giả lo rằng họ sẽ không thể nào thắng được những ông lớn này khi mà họ theo đuổi cùng một concept, đồng thời lo ngại cho Iver sẽ đi theo con đường của Everglow, có thể thành công ở nước ngoài nhưng tại Hàn Quốc lại hoàn toàn mất hút. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của Knews 24 giờ. Hãy chia sẻ cảm nhận của các bạn ở bên dưới phần bình luận cho mình biết nhé. Và nhớ đừng quên nhấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ một tin tức mới nhất nào đến từ chúng mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo.